Xin chào tất cả các bạn, cập nhật thông tin thời tiết. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 1 2018, và xem qua cái thời tiết vài ngày tới thì như các bạn đã biết thì cái thông tin nóng nhất đó chính là chúng ta hiện tại ấy, thì chúng ta vẫn đang ảnh hưởng của cái gió mùa đông bắc, có nghĩa là gió không khí lạnh đó. Thời tiết miền Bắc chúng ta se lạnh, và đáng quan tâm là hôm nay mình sẽ cập nhật với các bạn là cái thông tin về cái áp thấp nhiệt đới nó đã được hình thành cơn bão từ cái ở bên đảo Philippines. Bây giờ nó đã tiến tới và nó đã vào Biển Đông. Và các bạn xem, đây là thông tin, đó, thông tin áp thấp nhiệt đới, đây là vòng xoáy và nó đã được tiến cái cơn áp thấp nhiệt đới này. Lúc đầu là nó tiến từ cái ngoài khơi của Thái Bình Dương qua đảo của Philippines, sau đó nó đã tiến thẳng vào Biển Đông. Đó, các bạn xem rõ này, đó, cái vùng xoáy của nó đang xoáy, nó hình thành cái xoáy của nó rất là mạnh, và các bạn nhìn nó rất là rõ, đúng không ạ? Nhìn nó rất là rõ. Đó. Đó. Thấy chưa ạ? Đó. Đó, nó thành hình thành một cái mắt bão, nó rất là nó dự kiến là nó sẽ tiến vào cái đảo của chúng ta. Tiến vào cái đất liền của chúng ta, và nó sẽ đi sát ở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thấy chưa ạ? Đó, hình thành cơn bão và nó xoáy thành cái mang hơi ẩm và mang hơi ẩm và mây kéo vào cái đất liền chúng ta. Và chúng ta đây là thứ ba, phải không ạ? Và hiện tại hôm nay là thứ tư, vào lúc 6 giờ thì cơn bão nó nằm ở vị trí này. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Cơn bão nó nằm ở vị trí này, và xem này. Đó, kinh độ của nó. Và chúng ta sẽ xem tiếp là tiếp theo là ngày, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp, đó chính là ngày thứ năm. Thứ năm thì nó dự tính là nó sẽ vào cái vùng biển Cam Ranh. Đó, dự tính sẽ vào phần Cam Ranh. Và ngày thứ sáu thì nó sẽ ở vùng liên quan đến vùng Cam Ranh, có thể là nó kéo xuống, nhưng mà nó sẽ chúng ta sẽ dự kiến là đến ngày thứ năm chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên hoặc Nam Bộ, rồi ạ, đó, các vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đó, duyên hải Nam Trung Bộ. Và đây là mắt bão, nó nhìn rất là rõ. Đó là cái thông tin thời tiết. Và cái áp thấp nhiệt đới này hiện tại nó đã hình thành lên thành bão. Và đây sẽ xác định đó sẽ là cơn bão đầu tiên trong 2018. Đó chính là cơn bão số 1 2018. Và sức gió của nó ấy, thì nó sẽ giật cấp 8, dạng mạnh cấp 8, giật cấp 10. Và áp thấp nhiệt đới này nó đi vào Biển Đông, đi vào Biển Đông này. Đó. Và hiện tại nó đã hình thành bão, và nó ước chừng là nó mạnh cấp 7, giật cấp 9. Và trong 12 giờ tới thì nó sẽ di chuyển. Đó, di chuyển theo hướng di chuyển nhanh với cái vận tốc là khoảng 30 km/h theo hướng tây, theo hướng tây. Và hôm nay thì nó đã mạnh lên thành bão, các bạn ạ. Đã mạnh lên thành bão. Được chưa? Và vị trí hiện tại nó rơi tầm khoảng 10,1 độ vĩ bắc và 115,4 độ kinh đông, và cách đảo Song Tử Tây của nó thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 60 đến 75 km/h, giật cấp 10.
thì vùng nguy hiểm trên cái Biển Đông trong khoảng 24 giờ tới là gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 8 đến cái 12 độ vĩ bắc là nó sẽ ảnh hưởng. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Rất là nguy hiểm đó. Và phía đông thì nó kinh tuyến 110 1 đến, có nghĩa là từ kinh tuyến 111 kinh đông thì cấp rủi ro thiên tai của nó là cấp cấp 3. Đó, nó sẽ vào cái biển của Cam Ranh. Và trên cái đất liền ấy thì không khí lạnh yếu, thấy chưa? Không khí lạnh nó yếu đi và các bạn đang thấy cảm giác là miền Bắc của chúng ta nhiệt độ các thứ nó đã bớt lạnh hơn rất là nhiều và gió đông bắc của nó khô dần và nó được thay thế bằng cái gió đông nam ẩm, nên trời miền Bắc nó sẽ tiếp tục có cái sương mù và sáng sớm có mưa nhỏ, nó có mưa là mưa sương và sương mù, nó mang hơi ẩm nó thổi từ biển vào, các bạn thấy chưa, hơi ẩm nó thổi từ biển vào đó. Ẩm nó ở biển thổi vào ấy thì nó sẽ mang hơi ẩm từ biển thổi vào, cái thời tiết nó sẽ ấm lên các bạn ạ, ấm lên mà nó có mưa hay còn nó là mưa rào hay là mưa mưa phùn đúng không ạ? Đó. Còn nếu mà ở miền ở trên Trung Quốc nó đẩy xuống ấy thì nó sẽ mang không khí lạnh khô đúng không ạ, khô và rất lạnh đó, khô đó. So với hôm qua ấy, thì cái nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh ở Đông Bắc Bộ thì nó ít biến động, nó phổ biến là 18 đến 21 độ, và các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay ấy, thì nó sẽ ấm ấm hơn 1 đến 2 độ và nó lên đến 20 đến 23 độ. Và về đêm thì các tỉnh vùng núi cao ở phía Bắc ấy, thì nó sẽ lạnh khoảng dưới 13 độ. Còn các tỉnh ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì nó sẽ có cái thời tiết tương đồng với cái miền Bắc, mưa nhỏ, có là mưa nhỏ mưa phùn rải rác cả ngày. Còn về đêm thì nó sẽ giảm xuống còn 16 đến 19 độ. Các bạn đi ra ngoài thì ra đường buổi sáng sớm và buổi tối thì các bạn nhớ mặc áo khoác thì nó sẽ đỡ bị lạnh và bị cảm hơn. Đó là thông tin mới của hôm nay. Đó sẽ là cơn bão. Và cơn bão này nó sẽ dự tính là nó sẽ vào các dựa vào khu vực duyên hải miền Trung. Là miền Trung. Và hiện tại chưa có cái đợt không khí lạnh nào thì nguy cơ nó sẽ vào duyên hải miền Trung, bởi vì là không có đợt không khí lạnh nào xuống ấy, thì nó không thể hút hay là đẩy được cái vị trí của cơn bão này. Thì hướng đi cơn bão sẽ là đi hướng Tây. Dạ, nếu mà không có gì thay đổi, mình sẽ cập nhật lại sau. Đó, đến ngày thứ sáu thì cơn bão nó sẽ xoáy như này, nó chưa vào đất liền các bạn. Đó là cái dự kiến, dự tính ở trên Windy, bạn có thể tham khảo. Đó, con thấy chưa ạ? Đó. Đó, đây này, nó vào đây đến đây này. Có xu hướng là nó sẽ đi lệch xuống phía nam các bạn. Nó suy đục về 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 phía nam ấy. Đó. Có khả năng là nó sẽ không vào đất liền các bạn. Được ạ. Đó, đó là cái thông tin sơ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.